Dây 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 kéo ra dây ra mập mập. Bự á, bự á, con này bự á. Này quá này à. Mọi người, mọi người đứng đứng vàng ra, vàng ra, chuyện nhanh lắm. Em xuống trước. Vàng ra. Tàu lớn quá đấy. Nó kéo. Chuyển xuống. Nó trôi ra kéo vô cho ra rồi. Đây đi. Nặng á, cho nó vô lại. Chừng dít dúng chúng sứa bự. Sáng giờ cá chén không ăn, tranh thủ câu được một mớ cá, mấy cá vặt câu ngâm. Giờ trưa nay có cá ăn rồi đó. Bây giờ để uống má nó không cho để té vô. Coi chừng vướng nha, chừng vướng nha. Câu đi cá ăn rồi. Chứ đâu.
Tại vì cần lớn quá. Nó kìa, nó kìa. Tại vì cần lớn vậy lớn. Wow. Là nhỏ em ơi, má cái này còn nhỏ đó, bự bự lắm. Cấp 3 cấp 4 này không à. Cái kẹp. Tắt tắt nha, anh em tắt tắt nha. Kẹp lẹ lên. Không. Ôi, chừng chú ơi. Bầy nó nằm đằng xa kia kìa, đằng xa tốt kia kìa. Kèm kẹp gì nữa. Anh em đánh xo đi, kéo bầy về đi. Rồi quăng xa ra được rồi quăng. Đẩy á. Cái khoảng 6-7 mét á. Đánh mới rớt xuống, đánh nhích vài đường lên. Đang lên cái cục có 2 mét là đang Dạ. Hả à, cần xuống không? À, giày số 4, số 5 này nó sao nó chạy. Đây này chụp tầm số 3, số 3, số 4. Nước cạn đánh chán chứ ha. Đánh mấy đường lên. Nhồng luôn. Vô nhồng luôn. Nhồng baby. Thôi quăng đi. Nhồng baby. Nhồng mới đẻ hôm qua. Nước nó quay rồi, nó quay rồi. Bắt đầu mập hơn, mập nặng hơn. Bắt đầu mày. Người ta nhờ. Vô. Dây kéo ra, dây ra mập. Bự á, con này bự á. Đánh xo đi, mọi người đánh xo đi, đánh ra ngoài điểm rạng, ngoài trong đi. Con này bự hơn con nãy á.
Không, chạy ra. Cá qua bên kia nha. Quá bên trái, bên phải anh ơi. Có bên phải nhiều anh ơi. Vướng á, vướng á quần. Từ 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 bóp. Qua đi, qua đi, mày qua đi. Trời ơi, nó chạy còn tuốt ngoài kia kìa. Thôi bóp, bóp quanh đây, bóp lòng quanh đây đi. Đi đắt vậy. Lòng quanh đây. Chạy đi. Thôi, có gì đó. Cái gì hả? Đi, câu đi, câu đi. Chạy lòn qua ba ghe lòng dây nha. Mười mét à, mình đang dùng dây con máy dây 1.5 à, lưỡi decoy số 1 nên mình bắt rất là cẩn thận, không bắt gấp được. Lưỡi decoy số 1 còn 10 mét lận. Cẩn thận nha chứ đừng có cầm tay nó dậy á. Cho em chụp hình nha. Đó, kéo kéo cái này xuống. Anh kẹp mép dưới á, mép dưới á. Dạ. Kèm lấy anh, kèm. Lấy máy chụp hình giùm đi để xuống đi, để xuống. Cầm đi, cái này bẫy hết à, không bỏ không được. Bỏ xuống là hương cá hết. Quay cái đã, cho anh em coi đã. Đi cao lên, cao lên. Đó, cái chét này nghe tài không? Đó, với tên đường rau, mô lây. Nãy giờ đi hai bàn. Để bóp lật lật cái mà cái bỏ xuống, nghe anh đi, bỏ xuống. Xuống cả hư hết trơn à. Đây nè, bóp xuống đây nè. Sáng nè. Bóp sáng này bóp, cầm giá ngang giá lại. Ngang cá lại, còn ngang cá lại không, ngang cái bụng cá lên. Cầm cao lên, cầm ngang cái lại.
ơi, bày ơi, bày ơi, bày ơi, đánh đánh vô đường ơi. Lấy giường, lấy giường, lấy giường. Bật luôn, em bật, em bật, em bật. Mẹ la. Rồi, rồi, rồi. Phải dừng lưỡi. Nó ăn cách đáy khoảng 2m tới 3m à. Máy đứng không? Đội máy đứng ném cho xa, nằm xa tuốt ngoài mà. Cho cái cần này vô trong đi, sắp ấy cái cần này vô trong đi đi. Trời ơi, coi nó đánh dây anh kìa. Vô sát rồi anh, vô vậy là sát rồi đấy chứ. Nước chưa có chảy á. Nước này mà đâu có vô sát được. Nước này nó cứng nó còn lặn vặn nó ăn mình là hay rồi. Nước này ngon quá mà. Vô, vô. Vô. Bóp vô nè, bóp vô nè, bóp vô nè. Anh em ơi, xô xích anh em. Sao mang đồ xuống dưới đây nha. Ở tay nó bóp coi cái máy dạy bóp, ở tay nó bóp. Sảy con cá bóp đền bây giờ. Bữa bóp nặng không nãy không? Con này cũng cũng cứ trồng trồng á. Lên đi kìa. Giúp giúp cái mẹ đi nữa lại cho nó bắt cá kìa. 10 mét. Siêu năng ghê lắm, nó chạy năng ghê lắm. Vô, đánh 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 đường ngoài đó đi, cá đang vô, ông đánh đường ngoài đó đi. Kìa đu cá bự. Xuống cho vui qua. Đó, cái hả? Cái cần này là cần mà
đi ba. Có hoành qua đây rồi. Con mồi là con mồi underground. 40 gram. Đừng có dùng giấy thôi. Nãy giờ bạn Hiệp con bắt ba nha. Mày xúc ghê mệt luôn á. Chưa đợi đợi đợi. Để cắt đầu đây nè bên. Không để cái gì vậy? Mày đừng lo. Giật này. Cái lưỡi, cái lưỡi. Từ từ bên. Rồi. Cứ từ từ, cũng được hết. Mình cứ giữ cái đầu câu theo sao được. Mình quan cá nè. Đó, nó vậy đó. Cả cửa này không á, thấy chưa? Lần sau tuần tới mọi người bút 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 game tài nha. Có 7 triệu không chiến à mọi người. Chú nãy không chiến à? Bảy triệu. Em lấy vốn rồi đó. Chưa thấy cái chiếc này chưa? Lẹ trời ơi. Cái chiếc công luyện thấy bán ngoài chợ chắc cầu bên kia giờ đi nãy giờ mẹ. Lít đờ tưa hết rồi. Tháo lít đờ ra lại. Con răng này nó nhám lắm, không ấy là đã đứt lít đờ liền. Ừ. Chú ghiền rồi. Chú tới nãy rồi. Chú chịu hết nổi rồi. À, dính cá chú ý lít đờ nha, tao tội. Chú làm cái gì vậy chú? Lít đờ tư hết luôn. Chú lai chi mà chú? Hả? Lít đờ tư hết. Chắc đi. Trời lưỡi nè. Lưỡi gần đứt luôn rồi. Làm chặt quá, nó đau quá. Vô. Vô. Chơi của mình, của mình. Cái đường cái đầu giật sẵn vậy không? Bảy vô cách vô liền thôi. Nè bọn. Mình hết luôn rồi. Ừ, chắc đi. Vô tới đây rồi. Vô ngay chân rồi. Ngay cái nhà tắc á. Ngay cái nhà tắc ở ngoài á. Nhà nó quay lại. Thank you.
không chạy luôn hả? Con. Nó không chạy luôn hả? Con nó giống. Thôi thả nó qua không. Thôi nó trong nữa. Rồi. Trong nữa. Khoan. Lỏng le rồi. Lỏng lừa nãy rồi. Còn không? Còn hả? Trời. Còn. Cá nó chạy lên. Nhổng cái cần lên chống vô bụng quá làm cái gì vậy trời. Trời. Căng dây lên anh, căng dây lên anh. Lỏng nó vậy. Nè. Ép nó đi kệ nó đâu xuống rạn đâu lo. Cá chạy mập không à. Đó, tay này thôi được rồi. Bước qua đây. Cần được rồi. Ừ, anh cứ để đi, anh cứ để. Dưỡng dưới luôn á. Nó đi dây, nó đi dây ngang bờ. Nghĩ thiệt nó lấy cái ấy không thôi, tôi quay dưới nước đẹp rồi. Cầm kẹp lên cho mình đá. Mọi người tản ra đi nè, tản khu vực cấm ra đi nè. Cái điểm người ta tìm được xong rồi chu vô nhiều quá à. Trời ơi em ơi, bắt hết cá tài đi. Đưa quá. Gỡ giùm. Vô. Bỏ tài, không tài. Tự nào anh này có tài. Này quá này à. Nó nằm dưới ghe đó, xuống ghe đó. Nằm dưới ghe chưa? Anh Tài dính dưới ghe nè, anh Tài dính tàu đít ghe nè. Đánh nhấp đại nó chụp à. Có cá dày nó chụp liền à. Ủa, tắt lại tim rồi hả? Cái bạch vô mặt mâm quân luôn á. Cái đầu phải không? Nó đang dính cái dây luôn hả? Cái đây là cái đường mà nó không có đi ra đâu. Cái đường mà nó không có đi ra đâu.
quăng cái kèm cho ảnh dưới chân quăng. Nó mỗi anh em phải lấy một tay giống vậy á. Bó lên đi, chụp cái số ký không? Lên, lên. 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 Mười một bao hả? Cầm ngay đây chụp. Mười một bao hả? Không chụp ké mày. Lấy cá ra đi. Mười một bao hả? Cá thằng Quân lấy cá thu chụp được rồi. Chết không lớn. Để gì đó không? Chết không lớn. Cá tao hả nhỏ nhất trong bầy này. Không chở luôn à? Không nhỏ hơn nữa. Cá này size trong rạng rạng ông Ngọc. Size rạng ông Ngọc đúng không? Size rạng ông Ngọc là size này là bự rồi đó. Rút cái cần sao rồi. Cần sao rồi. Đã đây người con chụp hình. Con nào cũng được, người con được rồi. Bóp cái này bóp. Xếp hàng ngồi cái kia. Kẹp không? Có kẹp không? Xếp mang rồi. Có chiếc mang á, có chiếc mang á. Có chiếc mang á. Nó ỉa. Nó ỉa. Con đó không phải của Quân luôn, con Quân nè. Con mày nè. Có hình rồi mà, phải không? Thôi khỏi chụp đi. Nãy có hình đẹp tươi rồi. Hả? Mỗi người cầm con hả? Người có, người có chụp hình. Hay đấy. Ngồi đi, không cần người có chụp hình, cầm luôn, cầm tay luôn. Cầm luôn. Cầm tay luôn, cầm tay luôn. Được không ta? Vô Quân, vô Quân. Quân, chụp cái lý hình. Quân giận rồi. Chân vào. Cái cao chú, cao chú, cao chú. Cao chú, cao chú. Đẹp quá, đẹp quá. Đây đây một. Lại 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 lại. Như này, như này, như này, như này. Một, hai, ba. Rồi đẹp quá. Được chưa? Đó, không chụp được chưa coi. Review tàu của anh Tài. Tàu rộng lắm, dài 18 mét hơn. Đây là chủ. Này là cái toilet nè mọi người.
bếp là có nước đầy đủ nha, có vòi sen đồ tắm luôn á. Đó, toilet khác gì khách sạn không? Rồi, đây là bếp nấu đầy đủ, bếp ga. Ăn uống là thoải mái luôn. Đây là chỗ nằm. Đằng trước Bon cũng có một cái chỗ sáng mà, sáng mà. Đó, dưới cái cửa đó có một cái chỗ, một cái phòng để nằm được 4-5 người hơn á. Đó. Đó, nội thất gỗ đẹp, có máy lạnh luôn nha, máy lạnh Megabara.